Giờ mình xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình có dịp đi hướng về chỗ đường năm núi dài. Mình sẽ đi để xem coi cái tình hình thực tế ở cái khu đường năm Biên Hòa và người dân Biên Hòa. Ở Biên Hòa thì cái tình hình giữa cái dịch nghiên cứu vi ở đây thì cái hàng quán với cả người dân trong cái thời điểm này nóng. Thì mọi người cũng biết thì trong cái ngày 13 thì tin về cái dịch COVID, có một cán bộ ở văn phòng đăng ký đất đai thì có cái nghi ngờ thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến người dân Biên Hòa, đưa lên từ cái thông tin chính thống của báo Đồng Nai. Đây thì hiện nay thì mình đang đi trên chỗ đầu đường năm đường Trương Định đó. Đây, ở đây coi tình hình mua bán ở đây như nào. Thì vào những ngày thường đó, ở đây thì có đường năm này thì nó rất là đông, và các cái hàng quán cà phê trà sữa ở đây thì khá đông. Nhưng mà với những ngày này thì bà con người dân cũng hạn chế đi ra ngoài tụ tập uống cà phê. Thường mình đi mấy ngày sáng ở ngoài đường này thì người ta ngồi ở ngoài đường uống cà phê buổi sáng rất là nhiều, nhưng mà hôm nay mình thấy rất là ít. Thì theo Bộ Y tế khuyên thì mọi người nên hạn chế đi ra ngoài đường, chỉ có những trường hợp nào khẩn cấp bách thì mình mới đi ra ngoài đường để tiện cho vấn đề bảo vệ cho chính mình và người thân. Được cái con đường năm này á, cái con đường mà biệt danh là phố trà sữa và cà phê rất là đông đúc. Hôm nay thì mình thấy cũng có một số các quán ăn, họ đã cũng về, quán ăn đã về đây, và một số spa, một cửa hàng, một số những công ty ngân hàng đã về đây rất là đông. Đây tới cái chỗ Highland nó cũng về đây rồi thì dịch vụ này nó cũng tăng rất là cao. Đây có như phường Thống Nhất, mình thấy cũng có thông tin Thống Nhất là đến quán Long Khánh. Mọi người có thể cập nhật cái thông tin chính thức trên báo online.com.vn. Còn ở đối với Sài Gòn thì có một số nơi là chung cư Hòa Bình đó, mình thấy họ cũng cách ly toàn bộ chung cư. Ở bên phải cái vì đây là cái tòa nhà 4 tầng một phun, và cái chỗ có văn phòng đăng ký đất đai họ cũng nằm chung ở đây luôn. Phòng phòng đăng ký đất đai thì có một cái trường hợp đó là ở ngay chỗ đối diện bệnh, đối diện chợ Tân Hiệp, có một trường hợp đó của anh T đó. Bởi vì nay thì với tình hình này mà các cái hàng quán ăn uống và một số cà phê này, cái tình hình này thì chi phí thuê mặt bằng và chi phí trả cho nhân viên thì cũng rất là ngột so với tình hiện nay. Đây là ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế. Cái đường ngoài cái con đường năm thì Biên Hòa mình đây người ta hay nói con đường năm cũ và đường năm mới. Đường năm cũ thì nó là đường Trương Định, đường năm mới là đường Võ Thị Sáu lối dài, năm lối dài là đường Võ Thị Sáu. Đây mà đi hết đường đây
chỗ hết đường năm cũ này, hoặc là đường trên đỉnh tới chỗ đường Trương Quảng Hàm, hướng ra chỗ Vincom Biên Hòa, nói chung có từ Lật Cường để mình đi ra chỗ đường năm nối dài nữa thì xấu. Đường năm nối dài nó sống này, đường này con đường ấm, thường buôn bán con ăn con nhậu, làm một cái trung tâm sầm uất bậc nhất ở Biên Hòa, với các dịch vụ ăn uống và dịch vụ mua sắm ở đây bậc nhất ở Biên Hòa. Thì đây nó đang là trung tâm của Biên Hòa, thì mình cũng quen một số các anh chị bán quán ăn quán nhậu ở đây và một số sự spa. Quán cái dịch vụ spa mà một người bà chị quen ở đây thì chị nói hiện nay thì chị tạm thời đóng cửa hết tháng 3 để đầu tháng 4 này để coi cái tình hình nó như thế nào, bởi vì mình cũng phải chú ý đến sức khỏe và đừng có thờ ơ trước cái dịch bệnh này, vì mình phải lo chính mình trước và thường xuyên cập nhật những cái thông tin đó chính thống để hiểu hơn về cái dịch bệnh này. Đây là có người ta hay gọi là cái gen Covid. Đây thì ở đây nó có hai quán cà phê lớn như là cà phê Quỳ Treo, Tê Sát. Thì ở đầu đường đây thì họ thấy họ đang làm một cổng một bước này là mở rộng sáng. Bên trái người đây mình thấy có một bãi trống rất lớn, họ sẽ mở một trung tâm thương mại hay một dịch vụ gì bên trái này. Đây là cái hướng đây này có cái nhà hàng đồng quê. Đợt trước mình ngày trước mình có đi chạy qua, mình thấy một số người họ cũng đã mua gạo và mì tôm, họ tích trữ sẵn và một số đồ dùng tích trữ, để sợ khi cách ly thì sẽ không có sự tinh tế hoặc không có đồ ăn. Thì theo một tìm hiểu ở Mỹ hiện nay thì các siêu thị ở Mỹ họ cũng người dân họ cũng vơ vét mấy cái sản phẩm tích trữ rất là nhiều. Còn Việt Nam thì hiện nay kiểm soát thì cái điều phản ánh rất là tốt, người dân cũng ít đi mua để tích trữ, có nhưng mà cũng không có nhiều, đa số họ tích trữ gạo tôm và một số thực phẩm yếu hàng ngày. Thì ở cái đường năm nối dài này thì đa số là quán nhậu quán ăn ở hai đường này, và buổi tối thì nó rất là sầm uất. Hiện nay mình đang đi vào cái buổi sáng, thì mọi người để không, cái buổi sáng thì mình thường á những cái giờ này thì nó rất là đông, nhưng hiện nay thì nó không được đông như ngày thường này. Ít chấm ra được. Này thì một số thấy một số cái cửa hàng, nếu mà tình trạng quán ăn này mà để tình trạng này khá là lâu thì họ ảnh hưởng rất nhiều, một số cửa hàng có thể đóng cửa vì với chi phí mặt bằng, chi phí nhân viên như vậy thì người dân cũng ít ra ngoài đường đó, thì khả năng đóng cửa thì nó rất là cao. Mình mong rằng cái dịch Covid này sẽ sớm kết thúc để cho mọi người sớm đi vào hoạt động. Và hiện nay thì mình thấy với cái trường mới học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 mẫu giáo có 1, cấp 2 nghỉ hết tháng 4 này mới bắt đầu đi học lại. Còn đối với cấp 3 thì mình thấy nghỉ 1, 2 tuần, học 1, 2 tuần.
như học sinh mà gọi nhiều quá thì nó cũng quên kiến thức mà nó quên mất đi. Nên là khi mình trẻ con mình nghĩ mình bố mẹ phải ở nhà chăm sóc hoặc là gửi. Đây bên phải cái vị đây có cà phê Highland mình vừa Phúc Long. Bình thường những cái giờ này thì rất là đông, nhưng mà mình thấy nó mọi người cũng không dám tụ tập đông nữa. Tới khu này là cái tới khu cái khu khá là nhiều các cửa hàng thuê hàng, một số cái văn phòng bất động sản, áo cưới và một số cái shop bán hàng ở đây. Nó lừa thưa vài vài người. Bên phải cái vị đây là cái khu có một cái khu đề hệ Itito. Đây là một khu đề DHD của người đa số nhà cả rất ở đây rất là cao. Nó có một căn hộ cao cấp như Amber, Tobac. Với cái từ đất xung quanh ở đây thì ở nơi đây đã, mình nghĩ đáng là sống. Nhưng mà tới cái tình trạng này không? Nên mọi người cũng đừng có hoang mang và bình tĩnh, đừng có hãy suy nghĩ tích cực hơn để giải quyết vấn đề. Mình đi thẳng đây là có một cái tòa nhà rất là lớn của tòa Thịnh Phát. Tòa nhà này họ chuyên cho thuê bán căn hộ với các dịch vụ cao cấp và một số các ngân hàng họ thuê ở đây. Đó, vừa rồi thì mình đi thực tế một vòng một cái tình hình Biên Hòa, cái con đường sầm uất nhất Biên Hòa. Dưới cái tư vi ở đây thì nó như thế nào để cho mọi người theo dõi hơn là cập nhật cái tình hình tại Biên Hòa cho mọi người. Thì mình xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn mọi người trong một cái video gần đây nhất trong thời gian tới. Mình chúc tất cả mọi người luôn giữ gìn sức khỏe và hạn chế đi ra ngoài đường khi có trường hợp cấp bách thì mới đi. Rồi mình xin chào mọi người.